Hoan Hỷ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình số phận khác nhau. Có thể thời trẻ, nhiều người sẽ phải sống trong cảnh túng thiếu bần hàn, nợ nần chồng chất. Nhiều khi họ tuyệt vọng về chính cuộc sống và bản thân mình. Họ luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ trả hết nợ nần, vì cứ trả hết cái này lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc luôn là vấn đề khiến họ phải đau đầu. Nhưng bạn yên tâm đi, đó chỉ là những chuyện nhất thời thôi. Chứ trong năm nay, thế nào tuổi Giáp Dần 1974 cũng sẽ trả hết nợ. Bạn chẳng phải đau đầu vì tiền như trước nữa, nợ mấy cũng trả hết được. Đã thế lại được sống trong nhung lụa, tiền bạc luôn dư giả, phúc nhận đề nhà. Tuổi Giáp Dần 1974 được tử vi học dự báo trong năm 2023 Quý Mão, nợ nần mấy cũng trả hết, đổi vận giàu sang, nhiều phúc hậu, nhận đầy bất ngờ. Trong phần luận giải tử vi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2023 sẽ giúp cho quý vị nắm được tổng quan về vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên và gia đạo. Qua đó quý vị sẽ biết trước được thiên cơ, nắm được vận mệnh, đổi đời giàu sang nhanh chóng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2023 Quý Mão. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh tài tuế khi cúng giao thừa ngoài sân, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng trong năm 2023. Sang năm 2023, người tuổi Giáp Dần hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mạng, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Do đang ở trong thời kỳ mãn kinh nên tâm trạng bản mệnh rất dễ nóng nảy, bốc hỏa, thiếu kiên nhẫn với bạn đời. Bạn cũng thường phóng đại những khuyết điểm của đối phương, buông lời chỉ trích. Tình trạng như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa khí của gia đình. Nếu cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, bạn nên gặp bác sĩ tâm lý hoặc dùng một số loại thuốc bổ trợ để ổn định tâm lý. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng gặp phải: sao chiếu mệnh, sao thổ tú, vận hạn huỳnh tuyền, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Dần gặp Mão là bình hòa, yên ổn, hay nói cách khác, người tuổi Giáp Dần nữ mạng không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Quý Âm Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Dần trong năm nay, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 cần chú ý tháng canh thân, tháng 7 âm lịch, từ ngày 16 tháng 8 đến 14 tháng 9 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Giáp Dần gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhiều vượng khí cắt lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng, gia đạo thuận lợi, nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Làm lễ cúng sao dài hạn vào 11 đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng, vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đăng viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có Đức Nhật cung Thái Dương, thiên tử tinh quân sáng trần, chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, trầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng,
mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải là màu vàng. Trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào. Chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng điều đó sau này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng nhưng cũng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách. Cụ thể nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc. Ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc miên ma. Gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng năm nay gặp hạn huyền tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đúc kết ra câu lục bát: huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tăm kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Hóa giải, vốn huỳnh tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý nhiều hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm cùng gia đình, gia chủ Giáp Dần chú ý khi di chuyển ra ngoài. Tháng 2, công việc của con cái trong tháng này không thuận lợi. Tháng 3, tình cảm của các thành viên trong gia đình không được tốt. Tháng 4, công việc làm ăn của người trong nhà tháng 4 không được tốt, sức khỏe của gia chủ kém. Tháng 5, cẩn trọng lời ăn tiếng nói kẻo sức họa vào thân. Tháng 6, gia chủ cần đặc biệt chú ý, cẩn thận bệnh tật, ốm đau, lâu ngày khó khỏi trong tháng này. Tháng 7, cẩn thận gặp tai nạn bất ngờ, rất nặng. Tháng 8, đây là tháng gia chủ có chuyện buồn đưa tới trong gia đạo, có người già ốm đau, khó qua khỏi. Tháng 9, tháng này gia chủ sinh năm Giáp Dần có tin vui từ gia đạo. Tháng 10 không được tốt, tình cảm gia đạo thiếu hòa khí, có mâu thuẫn xung đột. Tháng 11, hòa khí trong gia đạo của gia chủ không được tốt, bên cạnh đó cẩn thận mất của cải. Tháng 12, trong tháng cuối của năm Quý Mão, gia chủ hao tán tiền bạc, cùng với đó đừng ăn uống cần chú ý. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng trong năm 2023 Quý Mão. Về sự nghiệp, xem tử vi tuổi Giáp Dần năm 2023 nữ mạng cho thấy đây là thời điểm mà nữ tuổi này có thể gặt hái được nhiều thành công, công việc làm ăn ổn định, có phát triển, đường tiến thân có sự mở mang khi có quý nhân trợ mệnh. Bản mệnh càng chăm chỉ càng dễ gặp được người tốt, chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, dễ thăng quan tiến chức. Người đang theo đuổi sự nghiệp học tập cũng gặp được thầy giỏi, bạn tốt, gặt hái được thành tích cao. Nhìn chung, nếu biết tận dụng thời điểm cũng như thời cơ tốt để tiến hành những dự định công việc đã ấp ủ, bản mệnh có thể đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc là tiền bối đi trước. Gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn cho sự phát triển trong tương lai. Về tài chính, may mắn cho tài lộc có thể tốt cho những mệnh chủ Giáp Dần sinh năm 1974. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn trong công việc, bạn vẫn có thể có được thu nhập đáng kể. Sự may mắn cho vận may và kinh nghiệm phong phú trong đầu tư có thể mang lại cho bạn thêm lợi nhuận. Bạn quá hào phóng khi từ chối việc được mượn hoặc vay miễn phí từ người khác. Kết quả là bạn nên học cách quản lý các vấn đề tiền bạc hoặc bạn có thể bị chỉ trích ngay cả khi bạn chi tiêu cho người khác. Mặc dù năm nay không lý tưởng về sự giàu có, nhưng đây vẫn là một năm hạnh phúc đối với những người sinh năm 1974. Về sức khỏe, ở phương diện sức khỏe, gia chủ cần hết sức chú ý sức khỏe để phòng họa tai nạn xe cộ, thương tích về chân tay. Đặc biệt, bạn cũng dễ gặp vấn đề do khí huyết kém lưu thông nên sẽ bị hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu. Đặc biệt chú ý khi sử dụng các vật sắc nhọn như dao kéo, kẻo tự gây thương tổn cho bản thân. Mệnh chủ cũng không nên tụ họp ở những nơi đông người, cần tránh khiêu khích kẻo xảy ra xung đột, tốt nhất nên nhẫn nhịn, vừa giữ được hòa khí, vừa tránh tai bay, vạ gió. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974.
về tình cảm gia đạo. Năm 2023, nữ mạng Sắp Dần sẽ đón nhận nhiều điều an vui, tốt đẹp về mặt tình cảm, nhân duyên. Gia đạo êm ấm, hôn nhân hòa hợp, giúp tinh thần luôn thoải mái và tích cực. Có người may mắn đón tin vui, thêm con thêm cháu, các thành viên trong gia đình có sự gắn kết, không khí luôn đầm ấm và vui vẻ. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Giáp Dần, sinh năm 1974 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi tuổi Giáp Dần trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho Giáp Dần, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.